Hello các bạn, bữa nay các bạn hãy cùng Ốc trải nghiệm dòng son mới nhất của Capsule nha. Ôi, một màu cam rực rỡ. Đây là những sản phẩm mà Ốc rất là yêu của Capsule nè. Và dòng son mới này hãy cùng bắt đầu với màu Prato 125. Nhìn là Ốc đã thấy rất là lì rồi đó. Sẽ đánh cho các bạn xem. Đây cũng là cushion của Capsule nè các bạn. Chất son này á, bám ngay lập tức trên môi của mình luôn. Cực kỳ dễ đánh và không có bị lan nhem. Rất là dễ để mình định hình viền môi nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Tuy là lì nhưng mà nó có độ ẩm cho nên là môi mình nhìn rất là mềm mại. Các bạn nhìn nè. Đẹp ha. Đây là màu Prato 125 nha các bạn. Tiếp tục nha. Bây giờ sẽ là màu 126, màu Venezia. Màu này nhìn rất là chất. Màu Venezia 126 này modern quá và cực kỳ cá tính. Còn bây giờ hãy cùng xem màu 127 Ancona lên môi sẽ như thế nào nha các bạn. Cô Sù ơi là cô Sù, màu nào cũng đẹp như thế này làm sao mà chịu nổi đây. Màu 127 Ancona này sẽ làm cho môi của bạn thật là đầy đặn và sexy. Còn bây giờ sẽ là màu 128 Gentle của cô Sù nhé. Ai chà chà, cái màu Gentle 128 này nó có độ trầm nhất định nhưng mà vẫn đảm bảo được độ trẻ trung và làm cho răng của chúng ta cực kỳ trắng. Hãy tiếp tục biến hình với màu 129 Napoli nhé. Nếu bạn thích sự quyến rũ và bí ẩn thì đây chính là màu son dành cho bạn, 129 Napoli của Capsule. Ốc vừa đánh thử 5 màu son mới nhất của Capsule rất là dễ dàng, là bởi vì khi đánh lên thì ngay lập tức nó thấm vào môi của mình và chùi đi thì không có bị thâm môi. Và Capsule lần này quả thực đã chinh phục được người hâm mộ và làm nức lòng những tín đồ yêu son giống như Ốc. Ốc nghĩ là các bạn sắp phải tốn tiền rồi đó, tại vì 5 màu son của Capsule màu nào cũng đẹp cả. Chúc các bạn sẽ thật là xinh đẹp và tự tin với đôi môi của mình cùng với những màu son tuyệt đẹp của Capsule nhé.